Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chúng tôi trong bản tin Trước ống kính trên kênh BRT. Hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 7, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước có gì đáng chú ý? Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, mở đầu là thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại Bà Rịa Vũng Tàu. Khoảng 6 giờ sáng nay 19 tháng 7, xe bồn chở dầu biển kiểm soát AX1026 lưu thông trên quốc lộ 56 hướng từ thành phố Bà Rịa đi thành phố Long Khánh. Khi đến vòng xoay Đức Mỹ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức thì bị xe ben chở cát biển kiểm soát 51D26525 lưu thông hướng Xuyên Mộc đi thị xã Phú Mỹ tông ngang hông. Vụ tai nạn đã khiến một tài xế và người con của tài xế bị thiêu cháy trong cabin. Người dân sinh sống ở khu vực gần hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn chở dầu và xe ben chở cát cho biết, hai xe va chạm gây ra tiếng nổ rất lớn. Khi người dân ùa đến xem thì hai chiếc xe đã bốc cháy ngùn ngụt. Do hai xe cháy lớn nên người dân không dám tiếp cận để dập lửa. Tài xế xe bồn kịp thoát ra ngoài nên không bị thương. Nhưng hai cha con tài xế xe ben bị kẹt lại trong cabin nên cả hai đều bị chết cháy. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã huy động 5 xe chữa cháy cùng hơn 30 chiến sĩ tham gia dập lửa. Phải hơn 1 giờ sau tai nạn, ngọn lửa trên xe bồn mới được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được điều tra, làm rõ. Thưa quý vị, mới chỉ du nhập vào Việt Nam không lâu nhưng bóng cười đã nhanh chóng trở thành thú vui tiêu khiển thiếu lành mạnh của một bộ phận giới trẻ. Do chưa có quy định cấm sử dụng nên thứ bóng tạo ảo giác cười này được bày bán công khai. Từ các quán bar đến quán cà phê, quán nhậu rồi tràn ra những quán vỉa hè. Từ dân chơi sành điệu hay là những cô cậu sinh viên đều có thể mua và sử dụng loại chất kích thích ảo giác này. Lực lượng chức năng quận nhất thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quân kiểm tra xử lý việc mua bán sử dụng bóng cười không phép trên địa bàn quận, trong đó tập trung ở phố đi bộ Bùi Viện, nơi đang rộ tình trạng sử dụng bóng cười tràn lan. Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh bóng cười không phép ở phố đi bộ Bùi Viện, tức phố Tây Sài Gòn. Công an quận nhất cũng đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 13 cơ sở kinh doanh bóng cười trên địa bàn, chủ yếu ở khu phố Tây và các tuyến đường lân cận, thu giữ khoảng 70 bình khí N2O. Việc kiểm tra này nhằm ngăn chặn tình trạng bán bóng cười tràn lan, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng người dùng. Bóng cười là bóng bay được bơm khí N2O, loại khí được dùng trong công nghiệp, thí nghiệm, không sử dụng với mục đích giải trí. Khí này khi hít gây cho người chơi cảm giác lâng lâng, phấn khích, cười ngặt nghẽo. Tuy nhiên, khi cơ thể tích tụ quá nhiều khí N2O sẽ làm thần kinh mất cảm giác, bị rối loạn, gây hôn mê sâu. Thưa quý vị, liên quan đến việc hàng trăm khách sử dụng ma túy trong bar ST Club Làng Sông Trẻ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã được chúng tôi thông tin trong những chương trình phát sóng trước. Hôm nay, ngành chức năng tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định rút giấy phép về an ninh trật tự, buộc đóng cửa quán bar này. Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với khách sạn Đồng Nai là đơn vị cho thuê mặt bằng kinh doanh vì các lỗi để người khác sử dụng ma túy trái phép trong khu vực quản lý và hoạt động vũ trường quá giờ quy định. Công an thành phố Biên Hòa cũng xử phạt hành chính gần 200 đối tượng sử dụng ma túy với số tiền hơn 160 triệu đồng. Trước đó, rạng sáng ngày 23 tháng 6, khi kiểm tra đột xuất quán bar ST Club Làng Sống Trẻ, cơ sở thuê mặt bằng kinh doanh của khách sạn Đồng Nai, Công an thành phố Biên Hòa phát hiện gần 200 khách hàng sử dụng ma túy tại đây. Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 17 bị cáo liên quan đến vụ án sai phạm về đền bù, giải phóng mặt bằng tại khu vực nhà máy thủy điện Sơn La. Đây là lần thứ 3 phiên tòa được đưa ra xét xử. Trước đó vào ngày 5 tháng 6, thì tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trong vụ án này có 13 bị cáo bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 4 bị cáo bị truy tố về thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La, năm 2014, bị cáo Trương Tuấn Dũng, khi đó là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Mường La, kiêm Chủ tịch Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ tái định cư, đã ký ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch số 41 trái quy định, là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sai phạm trong công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, thu hồi đất, phục vụ bồi thường, hỗ trợ di dời cho các hộ dân trong khu vực nhà máy thủy điện Sơn La. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong 3 ngày đầu tiên thực hiện tổng kiểm tra đối với ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã tổng kiểm tra hơn 61.500 phương tiện.
qua đó phát hiện và lập biên bản hơn 22.000 phương tiện vi phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã ra quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1.544 trường hợp, tạm giữ 3.348 phương tiện, phạt tiền trên 10 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu như vi phạm các quy định về đội mũ bảo hiểm hơn 8.100 trường hợp, không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực gần 3.400 trường hợp, không có giấy phép lái xe không do cơ quan thẩm quyền cấp hơn 2.100 trường hợp. Trong 3 ngày đầu thực hiện tổng kiểm tra, đối với ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã phát hiện 863 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 17 trường hợp phát hiện dương tính với chất ma túy. Đến đây, bản tin trước ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện xin được khép lại. Mời quý vị xem lại bản tin trên website brt.vn. Chúng tôi cũng rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử trước ống kính brt@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.